Xin chào các bạn đã quay trở lại với Đắng Review và mình là Mr. Tam Thể đây. Dạo gần đây mình thấy rất nhiều anh em quan tâm đến các bản iOS beta bởi vì bản chính thức hiện tại của Apple là iOS 14.5.1 có tác động không tốt đến iPhone của những anh em đó. Hiện tượng giật lag, nóng máy, pin tụt nhanh là những vấn đề rất là dễ thấy và Apple hiện tại đã chặn không cho anh em chúng ta có thể hạ cấp về bản iOS 14.5 nữa. Và phương pháp duy nhất để thoát khỏi tình trạng khó chịu này là chúng ta hãy update lên các bản beta của iOS 14.6. Và đây là iOS 14.6 beta 3, bản beta mới nhất hiện tại của Apple đã được mình trải nghiệm 3 ngày nay. Và ở bên này mình sẽ trải nghiệm và đánh giá phiên bản này để xem nó có xứng đáng làm lối thoát cho những anh em đang sử dụng iPhone ở thời điểm hiện tại không nha. Bắt đầu video. Đầu tiên, trước khi update mấy cái bản beta như này, mình sẽ luôn có một lưu ý nhỏ mà chắc chắn mình sẽ nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần cho anh em rằng đây là bản update chỉ dành cho các nhà phát triển nên có thể gặp nhiều lỗi không đáng có và có thể bị mất dữ liệu khi cập nhật. Nên nếu anh em nào muốn update lên để trải nghiệm thì hãy sao lưu iPhone trước khi cập nhật để tránh mất dữ liệu quan trọng nha. Anh em có thể sao lưu vào iTunes hoặc là iCloud tùy anh em. Và như các bạn có thể thấy ở đây, bản cập nhật này có dung lượng là 340MB ở trên iPhone 12 của mình và sẽ có dung lượng rơi vào khoảng 300-350MB tùy vào từng dòng máy. Dĩ nhiên dung lượng này các bạn phải update lên từ iOS 14.6 Beta 2 và nếu bạn nào đang sử dụng bản iOS Beta của Apple rồi thì các bạn chỉ cần vào cài đặt, sau đó chọn cài đặt chung và chọn cập nhật phần mềm và nó sẽ có sẵn một phiên bản ở đây và các bạn hãy chọn tải về và cài đặt là xong. Hoặc các bạn có thể bật cái tự động cập nhật này lên và kích hoạt hai cái này thì nó sẽ tự động tải về và cài đặt bản iOS 14.6 Beta 3 cho anh em. Và nếu bạn nào đang sử dụng bản chính thức mà muốn update lên để trải nghiệm bản beta 3 này thì các bạn phải tải một bản có dung lượng khá là lớn là 5.5GB trên iPhone 12. Và sau khi cập nhật iOS 14.6 beta 3 trên iPhone 12 này thì mình sẽ vào cài đặt, sau đó chọn cài đặt chung và chọn giới thiệu. Thì các bạn có thể thấy đây là số phiên bản 14.6 có số bản dựng là 18F5065A. Chữ A nhỏ ở cuối số bản dựng như này chứng tỏ iOS 14.6 đã rất gần với bản RC rồi. Và mình đoán là khoảng 3 tuần nữa, thậm chí là ngay trong tháng 5 này, chúng ta sẽ có ngay bản iOS 14.6 RC. Và sau đó vài ngày sẽ có bản chính thức. Dấu hiệu rất dễ nhận biết đó là khi các bản beta được update mà không có tính năng gì mới thì bản RC khả năng rất cao sẽ xuất hiện ngay sau đó. Tuy nhiên bản update iOS 14.6 beta 3 này vẫn có những thứ mới. Đầu tiên sẽ là một cái tính năng mới trên AirTag. Tuy nhiên hôm nay mình lại không có sẵn chiếc AirTag nào ở đây, nhưng mình vẫn mô tả cho các bạn hiểu nôm na về tính năng mới này. Là khi mà đồ vật của các bạn được gắn chiếc AirTag này vào mà bị mất thì các bạn sẽ kích hoạt cái chế độ mất ở trong mục AirTag trong cái app tìm này. Thì ở phiên bản iOS 14.6 beta 3 chúng ta có thể thêm địa chỉ email để nếu mà ai đó nhặt được ngoài liên hệ chúng ta qua số điện thoại thì họ có thể nhắn qua email cho các bạn. Tuy nhiên mình thấy cái tính năng này rất khó áp dụng Việt Nam vì khả năng cao sẽ bị bay màu cả AirTag lẫn đồ vật các bạn gắn vào luôn và kết quả các bạn chỉ còn cái nịt. Và tính năng thứ hai là khi các bạn vào App Store này và chọn bất kỳ ứng dụng nào mà các bạn muốn tải về thì nó sẽ hiện hết toàn bộ những cái thông tin của dữ liệu được dùng để theo dõi bạn. Ví dụ như là app Facebook ở đây thì nó sẽ lấy đi những thông tin của bạn được ghi ra ở đây như sau. Đó chính là thông tin liên hệ, mã định danh và những dữ liệu khác vân vân và vân vân. Và dĩ nhiên toàn bộ những nhà phát triển của toàn bộ những ứng dụng trên App Store hiện tại phải khai báo hết những cái thông tin này để người dùng như anh em chúng ta có thể biết và đề phòng. Và nếu nó lấy quá nhiều thông tin và theo dõi vượt quá những cái giới hạn cho phép thì anh em ta hoàn toàn có thể tắt quyền theo dõi của những ứng dụng đó luôn cho an toàn. Và mình muốn nói thêm về cái tính năng cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi thì mình sẽ vào cài đặt, sau đó chọn quyền riêng tư và chọn theo dõi. Thì các bạn có thể thấy ở đây so với phiên bản beta 2 thì cái bản iOS 14.6 beta 3 này đã cho phép chúng ta ngắt quyền theo dõi của nhiều ứng dụng hơn. Khi mà cái danh sách ứng dụng các bạn có thể thấy ở đây đã dài hơn rất nhiều so với bản beta 2. Và mình nghĩ cái bản iOS 14.6 chính thức chúng ta sẽ được cấp quyền với toàn bộ ứng dụng mà chúng ta có. Và lúc đó anh em ta có thể hoàn toàn an toàn tuyệt đối và không phải băn khoăn gì, vì sẽ không có app nào có thể theo dõi hoạt động của chúng ta trên mạng nếu ta tắt đi toàn bộ quyền theo dõi của chúng. Và nói cách khác thì chúng ta có thể hoàn toàn tàng hình và biến mất trên Internet. Rất là hay đúng không anh em? Ngoài ra còn có thêm một vài những thứ mới khác các bạn có thể thấy ở trong phần nốt của Apple ở đây, như là một vài thay đổi nhỏ ở trong podcast. Tuy nhiên mình thấy những cái tính năng này không thật sự hữu ích với đại đa số người dùng iPhone ở Việt Nam nên mình sẽ tạm bỏ qua, và nếu anh em nào muốn biết thêm chi tiết thì hãy comment phía dưới mình sẽ giải đáp hết nha. Và ngoài những cái tính năng mới mình nêu ở trên thì ở trên bản iOS 14.6 beta 3 này cũng sửa một vài lỗi rất là quan trọng, trong đó có một lỗi rất là nhiều anh em chúng ta gặp phải, đó chính là máy bị chậm, bị lag khi khởi động iPhone lên. Hay nói một cách khoa học như ở trong phần nốt của Apple ở đây là khi iPhone của anh em ta khởi động lên thì nó sẽ làm giảm hiệu năng, gây ra hiện tượng đơ chậm rất khó chịu khi sử dụng. Nhưng ở cái bản beta 3 này đã fix hoàn toàn được cái lỗi này rồi. Và mình đã check thử thì thấy sau khi khởi động lên, iPhone 12 này luôn mượt mà và mượt ngay lập tức chứ không hề có hiện tượng giật lag nào cả. Và đối với em máy cũ hơn như ở trên em iPhone 6S này thì cũng như vậy. Về hiệu năng thì sau 3 ngày sử dụng mình cảm thấy cái phiên bản iOS 14.6 beta 3 này nhìn chung không khác gì so với bản 14.6 beta 2 thì vẫn duy trì được hiệu năng rất ổn mượt mà.
Các bạn có thể thấy các thao tác vuốt chạm rất là êm và không có bất kỳ hiện tượng giật lag nào. Tốc độ truy cập các app cũng rất là nhanh và ổn định luôn. Và để kiểm chứng, mình đã chấm điểm hiệu năng ở trên app Kickband 5 Pro trên iPhone 12 này thì nó cho ra 1589 điểm đơn nhân và 4025 điểm đa nhân trên iOS 14.6 beta 3. Số điểm này có phần nhỉnh hơn một chút về cột điểm đa nhân so với iOS 14.6 beta 2 khi mình chấm cho ra 1588 điểm đơn nhân và 3932 điểm đa nhân. Điều này chứng tỏ nếu anh em nào đang sử dụng bản beta 2 thì không có lý do gì mà không update lên iOS 14.6 beta 3 vì hiệu năng vẫn như vậy, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn một chút. Ngoài ra còn được bonus thêm một loạt những tính năng mới về bảo mật và giảm lag khi khởi động iPhone, nên bản beta 3 này dường như là ngon hơn về mọi khía cạnh so với bản beta 2. Về pin thì sau khi sử dụng khoảng 3 ngày với những cái tác vụ thông thường như là xem YouTube, chơi game PUBG, Liên Quân Mobile trên iPhone 12 này, mình cảm thấy nó không khác gì so với bản iOS 14.6 beta 2 cho dù đã cố gắng quan sát. Tuy nhiên đối với em iPhone 12 này, mình cảm thấy pin trên iOS 14.6 beta 3 so với phiên bản chính thức hiện tại của Apple là iOS 14.5.1 thời gian đâu đó khoảng 20 đến 30 phút on screen. Nên về cái vấn đề pin này, đối với cái dòng máy khác, nếu anh em nào đang cảm thấy phiên bản iOS 14.5.1 pin hẻo quá thì anh em hoàn toàn có thể update lên trải nghiệm phiên bản iOS 14.6 beta 3 này để xem cải thiện hơn không nha. Và anh em nào update và trải nghiệm rồi thì hãy comment phía bên dưới để xem kết quả như nào và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Về nhiệt độ thì sau khi dùng liên tục 3-4 tiếng đồng hồ từ sáng giờ với những cái tác vụ như là xem YouTube, lướt web, TikTok, chơi PUBG, Liên Quân, mình có đo và cho thấy nhiệt độ trên iPhone 12 này rơi vào khoảng 34-38 độ C. Đây là một nhiệt độ cũng khá là bình thường vì nhiệt độ trung bình của chiếc iPhone sử dụng liên tục trong thời gian như vậy rơi vào khoảng 33-35 độ C. Và nếu bạn nào đang sử dụng bản beta, nhất là đang ở bản iOS 14.6 beta 2 thì các bạn phải update lên bản beta này vì nó ngon hơn hẳn về mọi thứ. Hơn nữa lại còn có thêm một loạt những cái tính năng mới như nêu ở trên. Còn đối với những anh em nào đang chật vật với bản chính thức hiện tại của Apple là iOS 14.5.1 thì mình khuyên các bạn hãy update lên sử dụng thử. Nếu may mắn thì nó sẽ khiến cho iPhone của anh em mượt hơn, đỡ nóng hơn, pin trâu hơn. Còn không thì ta có thể hạ cấp về lại cũng được, tốn công một tí nhưng có thể có ích thì tội gì không thử, đúng không anh em? Tóm lại, cái số điểm mình đánh giá trên phiên bản iOS 14.6 beta 3 này là không đáng đối với mọi dòng máy. Có nghĩa là nhìn chung là xài tạm ổn, nhưng nếu xét riêng đối với em iPhone 12 này thì mình sẽ cho điểm ngọt. Nên đây cũng là một phiên bản mà anh em hoàn toàn có thể cân nhắc update lên trải nghiệm ha. Rồi, và trên đây là trải nghiệm và đánh giá của mình về bản cập nhật iOS 14.6 beta 3 sau 3 ngày trên em iPhone 12 này. Và các bạn muốn mình làm những video có liên quan đến hệ điều hành hay là những mẹo hữu ích trên smartphone thì hãy comment chủ đề phía bên dưới. Mình sẽ trả lời hết tất cả comment của các bạn và sẽ chiều theo ý các bạn. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên cho mình một like, share và subscribe cho kênh YouTube của Đáng Review. Và đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ phía bên cạnh để nhận được những video mới nhất hay nhất của mình và cậu Vàng nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau. Bye bye!